Bước 1 tạo thư mục gồm có mã số sinh viên ở trong htdocs, phải chuột new folder. New folder tạo thư mục gồm mang mã sinh viên. Hai vào và mở cái sử dụng supply task, mở thư mục đó ra. Select folder mã sinh viên, select. Như vậy thì giờ ta sẽ tạo 5 cái tệp new files, lưu index.html, new file giới thiệu.html, giới thiệu.html, tệp mới thống kê.html, tệp mới là điều tra.html. Điều tra.html, một tệp nữa là liên hệ.html. Rồi, trang đầu tiên là trang index. Trang chủ. Để có tiếng Việt thì ta gọi thành meta, meta, meta tag, chà sát bằng UTF-8. Rồi, đây, menu. Menu thì ta sẽ có cái thẻ liên kết trip đến index.html. Đây là trang chủ. Có thẻ copy paste gồm có giới thiệu, thiệu có điều tra, có thống điều tra, thống kê, thống kê, thống kê, có liên hệ, có điều tra, điều tra, có thống kê, có liên hệ ha, liên hệ. Lưu lại và kiểm tra trên localhost, hot mã sinh viên 10 số k 1 2 3 4 5 6 7 8. Ta khởi động SAM lên trước ha. SAM. Thì cái index là cái trang chủ thì nó sẽ xuất hiện đầu tiên. Đây menu gồm có trang chủ, giới thiệu, thống kê, điều tra, liên hệ. Ta tiến hành làm cho trang giới thiệu. Hát giới thiệu meta tag meta UTF-8 lưu lại thống kê tương tự thống kê meta tag lưu lại điều tra tab
Sau đó thì đây là tiêu đề là điều tra sử dụng MetaTag. Lưu lại liên hệ thì ta có MetaTag. Sorry. MetaTag lưu lại ha. Trang chủ cancer tất cả đều đã được lưu lại rồi. Thì bây giờ ta đi vào từng trang, nhấn vào trang chủ index.html giới thiệu.html trong giới thiệu thiệu chữ y giới thiệu html lưu quay ngược trở lại giới thiệu refresh giới thiệu giới thiệu thống kê điều tra liên hệ và ta sẽ copy cái menu này vào trong các cái trang còn lại. Như vậy trang index ta có cái menu đây, c giới thiệu lưu lại kiểm tra lại ha. Trang chủ giới thiệu này, giới thiệu thống kê điều tra liên hệ. Rồi như vậy làm xong cái menu, ta sẽ trình bày cái menu này cho đạt. Rồi bây giờ ta tiếp tục thì ta vào vào Google search menu bootstrap đạt ha. Thì ta có khá nhiều cái lựa chọn ở đây. Mình xem thử cái menu nào đạt thì mình sẽ lựa chọn. Ví dụ ở đây là có như thế này, loại menu như thế này. Hoặc là như ở các cái kiểu trên. Hoặc là như ở đây. Hoặc là 38 cái menu miễn phí này. Thì ở đây thì sử dụng cái menu dạng này ha. Mình copy cái đoạn này vào trong trang web ha. Copy đó. Để sử dụng cái loại này thì mình cần phải khai báo tại yourself. Thì mình copy copy cái đoạn mã này bỏ vào trên hết, copy bỏ vào hết, save. Cái này làm cho trang index được đi. Và cái navi này thì mình is đây, mình làm cho cái trang index trước. Quay trở lại thì trang index, trang chủ. Như vậy ta có ở đây để thay bằng website name thì bằng trang chủ giới thiệu thống kê liên hệ vân vân, thì ta sẽ thay cái nội dung ha. Ở đây gồm có href là trang index.html, gồm có đây là trang chủ, tiếp đến là home là giới thiệu ha. Trang chủ
Hello. Sao? Trang chủ home. Ok. Đây trang chủ đây home page 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 1 2 3. Rồi ok. Trang chủ tiếp đến là giới thiệu. Tiếp đến là giới thiệu, thay cái bảng giới thiệu ha. Đây giới thiệu. Ta không cần cả cái thẻ này, span này. Ta chỉ cần thẻ page 1, page 2 thôi. Đó, như vậy, đây. Không cần thẻ LI luôn, như vậy xóa luôn cái này. CV. Đó. Như vậy thì ta có trang thống kê trang điều tra trang liên hệ và hrif tương ứng là sẽ thống kê điều tra liên hệ lục kiểm tra lại cái mã nguồn thống kê điều tra liên hệ. Như vậy ta sẽ xóa phần phía trên đi. Đấy. Rồi lưu lại như vậy thì từ cái đoạn mã từ đây đến đây là sẽ copy vào phần giới thiệu này, phần thống kê, ra giữ nguyên cái title, điều tra, liên hệ, lưu lại và kiểm tra kết quả chúng ta làm được. Refresh gồm có trang chủ, giới thiệu. Thầy tắt mấy cái này đi để cho giới thiệu ha, thống kê, điều tra, liên hệ, ok. Vậy là kết thúc cái phần làm điều tra.